Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Bốn điều cần biết trước khi xuống tiền mua nhà ở xã hội. Mong muốn có được một căn nhà giá rẻ giữa lòng thành phố đắt đỏ nên nhà ở xã hội được đông đảo người lao động thu nhập thấp quan tâm. Đây là loại hình nhà ở mang nhiều ý nghĩa nhân văn, song đi kèm theo đó là những điều kiện khắt khe liên quan đến quyền mua bán, sở hữu. Do đó, trước khi mua nhà ở xã hội, người dân cần lưu ý 4 vấn đề sau đây. 1. Muốn mua nhà ở xã hội phải đáp ứng một điều kiện cần. 3. Điều kiện đủ, căn cứ khoản 7, điều 3 luật nhà ở năm 2014, có thể hiểu nhà ở xã hội là loại hình nhà ở được xây dựng nhờ sự hỗ trợ của nhà nước, dành cho các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên về nhà ở dựa trên các quy định của luật này. Cụ thể, các đối tượng được mua nhà ở xã hội phải đáp ứng được một điều kiện cần và 3 điều kiện đủ như sau. Điều kiện cần đó là người mua phải thuộc một trong 10 nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định tại điều 49 luật nhà ở năm 2014. Ví dụ như, người mua là người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp. Về điều kiện đủ, theo quy định tại điều 51 luật nhà ở thì mới được quyền mua nhà ở xã hội. Người mua phải là đối tượng chưa có nhà ở hoặc diện tích nhà ở không đáp ứng được số lượng thành viên trong gia đình, có nơi thường trú, tạm trú từ 1 năm trở lên tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội, và hoặc đáp ứng các quy định về xác định người có thu nhập thấp, hộ nghèo theo quy định của pháp luật. Ví dụ, anh Nguyễn Văn A là người lao động ở nông thôn lên Hà Nội để làm việc kiếm sống. Thu nhập không được cao, khoảng 6 triệu đồng một tháng. Hiện tại anh A sắp lập gia đình và muốn mua nhà để an cư lạc nghiệp. Do ngân sách hạn chế nên muốn tìm hiểu về loại hình nhà ở xã hội trong trường hợp này. Nếu anh A chưa có nơi cư trú, đã thường trú hoặc tạm trú trên 1 năm và mức lương thấp không là đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân thì anh A đã có thể mua nhà ở xã hội tại địa bàn thành phố Hà Nội. Chỉ được xác nhận một lần để hưởng hỗ trợ mua nhà ở xã hội theo các quy định của pháp luật. Các giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội mà phải có xác nhận thì chỉ được xác nhận một lần và có giá trị sử dụng trong thời hạn 2 năm. Điều đó có nghĩa các đối tượng đáp ứng một điều kiện cần và 3 điều kiện đủ nói trên chỉ được hỗ trợ giải quyết mua nhà ở xã hội duy nhất một lần, do vậy, người mua cần phải cân nhắc lựa chọn kỹ càng dự án nhà ở xã hội phù hợp với tài chính và nhu cầu, từ đó đưa ra quyết định đúng đắn nhất căn cứ Nghị định 100/2015/NĐ-CP, khi chủ đầu tư khởi công dự án nhà ở xã hội phải cung cấp công khai thông tin dự án, thời gian bắt đầu và kết thúc nhận đơn đăng ký trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng và cơ quan ngôn luận của chính quyền địa phương. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Thông tin nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội cũng sẽ được công bố công khai tại trang thông tin của Sở Xây dựng tối thiểu 30 ngày làm việc kể từ thời điểm bắt đầu nhận hồ sơ. Vì vậy, người mua có thể thông qua những kênh thông tin này để tìm hiểu kỹ càng về dự án trước khi quyết định xuống tiền. 3. Không được chuyển nhượng nhà ở xã hội nếu mua và sử dụng chưa đến 5 năm, khác với nhà ở thương mại. Các quy định liên quan đến giao dịch mua bán, thuê và cho thuê nhà ở xã hội rất nghiêm ngặt và phức tạp. Theo đó, trong thời hạn chưa đủ 0-5 năm kể từ khi trả hết tiền thuê, mua nhà ở xã hội, nếu người thuê, mua có nhu cầu bán nhà ở xã hội đó thì chỉ được phép bán lại cho một trong 3 trường hợp như sau. Bán lại nhà ở xã hội cho nhà nước trường hợp thuê, mua nhà ở xã hội do nhà nước đầu tư. Bán lại cho chủ đầu tư của dự án xây dựng nhà ở xã hội đó, trường hợp thuê, mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách. Bán lại cho đối tượng được phép thuê, mua nhà ở xã hội theo quy định tại điều 49 luật nhà ở 2014. Lưu ý giá bán tối đa không được vượt quá giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng thời điểm và địa điểm bán. Ngoại trừ 3 trường hợp nêu trên, việc giao dịch nhà ở xã hội khi mua và sử dụng chưa đến 5 năm là trái pháp luật. Khi đó, những giao dịch mua bán này đều không có giá trị pháp lý, bên mua phải bàn giao lại nhà ở xã hội cho đơn vị quản lý nhà ở xã hội hoặc sẽ bị Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở xã hội đó cưỡng chế thu hồi. 4. Quy định mới nhất về điều kiện để được vay vốn mua nhà ở xã hội. Người mua cần đáp ứng đủ các điều kiện sau để được vay vốn mua, thuê nhà ở xã hội. Bao gồm, có đủ vốn tối thiểu để tham gia vay vốn theo quy định của Ngân hàng Chính sách Xã hội, tổ chức tín dụng do nhà nước chỉ định. Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được hỗ trợ mua nhà ở xã hội, ví dụ giấy tờ xác minh là người có công với cách mạng và thực trạng nhà ở chưa được hỗ trợ do Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú cấp.
giấy tờ chứng minh điều kiện cư trú. Trường hợp đã có hộ khẩu tại địa phương nơi có nhà ở xã hội thì nộp bản sao có chứng thực hộ khẩu đó. Trường hợp chưa có hộ khẩu thì nộp bản sao chứng thực giấy đăng ký tạm trú, hợp đồng lao động, giấy xác nhận về việc có đóng bảo hiểm xã hội của nơi làm việc, giấy tờ chứng minh thu nhập. Trường hợp người mua nhà ở xã hội là người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan, đơn vị thuộc Công an Nhân dân và Quân đội Nhân dân thì cần xin xác nhận của cơ quan đơn vị đó về mức thu nhập. Trường hợp người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo thì phải tự kê khai thu nhập và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin này. Song song với đó, Sở Xây dựng sẽ liên hệ với Cục Thuế để xác minh thông tin trong tờ kê khai. Giấy tờ chứng minh chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được hưởng hỗ trợ thuê, mua nhà ở xã hội dưới mọi hình thức. Ngoài ra, người mua cũng cần chứng minh được bản thân có nguồn thu nhập và khả năng trả nợ theo cam kết khi vay vốn ngân hàng chính sách xã hội hoặc tổ chức tín dụng do nhà nước chỉ định. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline, tư vấn làm web 18006223, website duyanhweb.com.vn.